Chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn cách làm chè cho nước mềm và ngon tại nhà. Đây là cái bí quyết đó, làm chè bán của bác mình nó hơn 10 năm rồi. Với cách làm này thì chè mình để được lâu hơn, để được khoảng 2 ngày luôn. Và chè nó vẫn còn mềm và ngon. Sau đây thì mình mời các bạn cùng thực hiện. Đầu tiên thì mình chuẩn bị là 120g đậu. Đậu xanh này mình mua loại đậu xanh đã bóc vỏ rồi á. Đây mình đem mình rửa đậu. Mình rửa khoảng 2-3 nước cho nó ra hết cái bụi dơ của đậu. Rửa đậu xong thì mình đem đi mình đổ nước vô mình ngâm. Ở đây mình ngâm khoảng 4 đến 6 tiếng, thì các bạn nào có thời gian nhiều á thì các bạn ngâm 6 tiếng. Ở đây mình ngâm khoảng 4 tiếng. Phần đậu đã xong, giờ tới phần bột. Bột của mình ở đây á mình sử dụng bột nước, dùng nửa ký nếp. Mình đem ngâm mà mình xay bột nước. Đây mình ngâm 8 tiếng nè. Mình xay mình bồng xong luôn rồi. Thì các bạn bồng hơi khô khô một chút thì nó ra cái bột giống gì nè. Đây nè, nó hơi khô á, lúc này mình chưa vò viên được đâu. Bột này mình bồng hơi khô, mình sẽ trộn với 40ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này các bạn lưu ý nha, cái này mình ép từ dừa nạo rồi đó. Hoặc là các bạn đem dừa nạo các bạn dắt, không cho nước vào nha. Cho nước cốt dừa vào thì mình nhồi cho thật là kỹ. Bạn nhồi càng nhiều càng kỹ thì bột nó càng ngon. Nhồi đến khi nào mà bột nó mềm như vậy là được. Nhồi bột xong mình cho bột nghỉ một chút. Thì mình chuẩn bị đến phần nhân. Nhân thì nè bột, đậu nè mình ngâm được 4 tiếng rồi nè. Đây mình không có thời gian mình ngâm 4 tiếng nè. 80g đường. Ít nước để nấu đậu. Muối 120ml nước cốt dừa. Ít hành lá sắc nhỏ. Nguyên liệu của phần nhân đã chuẩn bị xong thì mình đem đậu đi mình nấu. Nấu đậu thì mình cho khoảng là 300ml nước vào đậu để mình nấu. Mình nấu với lửa liu. Mình nấu đến khi nào đậu nó mềm. Đậu đây nó mềm rồi nè. Nè, mình bóc ra nó mềm, bóp nó mềm. Vậy là được rồi nè. Giờ đậu đã mềm này, mình cho tiếp tục là 120ml nước cốt dừa vào. Cho 80g đường vào luôn. Cho đường vào xong á thì mình sơn tiếp với lửa nhỏ. Mình nấu đến khi nào mà mình quết cái đậu á nó mềm tan ra là được.
nấu, mình sên cho đến khi nào mà cái hỗn hợp này nè nó không còn dính chảo nữa đó. Thì mình cho muối với hành lá vào, mình đảo đều và mình tắt bếp là được rồi đó. Đây phần nhân đã xong thì mình đem mình vò viên. Viên này mình vò, các bạn vò nhớ canh cho nó đều đều á. Một cái viên nhân của mình á khoảng là 15 g. Các bạn canh cho nó đều đều. Đây này mình vo được khoảng 20 viên nhân á. Nhân đã xong thì bây giờ mình đem đi mình vò viên chè luôn. Thì bột ở đây mình sử dụng cục bột nó khoảng 2/3 của viên nhân á. Ở đây mình dùng cục bột khoảng 25 g. Bạn nhớ nghe, nhân thì khoảng 15 g và bột thì khoảng 25 g. Các bạn nắn bột cho nó đều tay và cố gắng kéo bột cho nó đều đều để bột của mình nó đều hết, cái viên chè nó đều và nó tròn hơn. Đây nắn chè xong thì mình còn dư một ít bột này mình làm ỉ. Cái này mình còn hơi ít á, để ra mình phải chừa nhiều hơn. Mà có ỉ nhiều nó cũng đẹp nữa. Chè đã nắn xong thì mình đem đi mình luộc. Các bạn bỏ vào cái giá, giá đã nhúng vào nước sôi á, bạn bỏ vô, các bạn lắc nhẹ, bỏ vô viên chè cho nó tròn. Luộc xong rồi các bạn vớt chè ra, bỏ vô cái thau nước. Trong lúc đợi chè nguội á, thì mình chuẩn bị đến phần nước đường nha các bạn. Để nấu nước đường á, thì mình cho là 80 ml nước vào. Bỏ tiếp là 300 g đường vào. Mình nấu nước đường với lửa riu riu á. Mình nấu cho nó tan hết đường và nó sôi được 5 phút. Thì mình bỏ gừng vào. Bỏ gừng vào nấu được chút nữa thì mình sẽ múc ra khoảng là 100 ml nước đường. Để mình đem mình rửa chè. Để chè được đẹp và để nó lâu hư hơn á, thì các bạn rửa chè với nước đường trước. Hãy bỏ vô cái nồi nước đường nha.
mình nhìn nè, cái nước đường của mình nó rửa sau khi mình rửa chè xong á, nó quá trời đục luôn nè, thấy không? Thì nếu mình bỏ trực tiếp vô á, cái nước đường của mình á, nó sẽ không được trong, và viên chè của mình á, nó mau hư nữa. Rồi vậy là chè đã xong rồi đó, mình đem ra mình ăn nè. Nè các bạn nhìn nè, những viên chè nó tròn, cái nước của mình á, nó trong đẹp nữa. Đây mình ăn thử nè. Cái phần bột thì rất là dẻo, nhưng thì mềm, ngon. Mình thì rất là thích nấu ăn, nhưng mà mình không có kinh nghiệm nhiều trong nấu nướng. Như trong khi xem video á, các bạn thấy mình có nhiều điều thiếu sót hoặc là chưa hay đó, thì các bạn góp ý giúp mình để mình làm ngày một tốt hơn. Và đến đây thì món chè chua nước của mình đã thực hiện xong rồi đó. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.